Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Thêm một cựu thứ trưởng bị gọi tên, số phận bà Nguyễn Thị Kim Tiến lâm nguy. Ông Trương Quốc Cường đang bị sổ khám và đang bị điều tra, thì điều đó có nghĩa là mối nguy đang trực chờ bổ xuống đầu bà cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Vào ngày 12 tháng 5, ông cựu thứ trưởng Trương Quốc Cường đã bị đưa ra tòa vì tiếp tay cho thuốc giả. Ông Cường là thứ trưởng Bộ Y tế dưới thời bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Bà Tiến được bảo vệ bằng những mối quan hệ khủng nên tạm thời bà chưa bị hầu tòa. Tuy nhiên, Ban Bí thư đã kỷ luật bà Tiến. Đây xem như là bản án treo. Nếu có tình tiết mới trong vụ án Việt Nam Pharma mà liên quan đến bà Tiến thì xem như bà Tiến sẽ có nguy cơ bị bắt giam. Hiện nay, không một ai có thể an toàn cả. Đây là hình ảnh Trương Quốc Cường đã giải ra hầu tòa. Viện Kiểm sát xác định ông cựu Thứ trưởng Trương Quốc Cường thuộc cấp tại Cục Quản lý Dược đã thiếu trách nhiệm hoặc có động cơ cá nhân làm trái công vụ dẫn đến việc 7 loại thuốc giả được cấp phép và lưu hành tại Việt Nam. Tội vô cùng nặng, nhưng không hiểu sao bà Nguyễn Thị Kim Tiến không có tên trong cáo trạng. Dù rằng bà là người chịu trách nhiệm cao nhất cho những sai phạm thuộc thẩm quyền quản lý của bà. Nội dung bản cáo trạng được Viện Kiểm sát công bố tại tòa cho thấy những sai phạm của bị cáo Trương Quốc Cường và các thuộc cấp từ khâu thẩm định là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hậu quả thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác hết 2.000 Canada được nhập khẩu vào Việt Nam. Và phía sau đã đem đến cái chết của hàng ngàn bệnh nhân Việt Nam. Chính quyền chỉ truy tố từ ông Trương Quốc Cường trở xuống cũng không biết lý do tại sao. Cục Quản lý Dược đã lập hội đồng gồm 12 chuyên gia lần đầu thẩm định đã bác hồ sơ trên với lý do FSC và GMP đều không hợp lệ, các hồ sơ không được hợp pháp hóa lãnh sự. GMP đều không có giấy chứng nhận dây chuyền sản xuất đạt quy chuẩn. Tuy nhiên sau đó hồ sơ lại qua khe hẹp. Ai đã chỉ đạo vụ việc nghiêm trọng này? Đây là câu hỏi đang được đặt ra. Nếu ông Trương Quốc Cường chỉ đạo thì bà Nguyễn Thị Kim Tiến phải chịu trách nhiệm vì tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Còn nếu bà Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ đạo thì tội càng nặng hơn. Theo một số luật sư tham gia vụ án thì họ có đề nghị triệu tập ông cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang để làm rõ một số lời khai. Có khả năng khi mở rộng vụ án, ông Cao Minh Quang cũng dính đến sai phạm này. Vụ án có 14 bộ bị cáo bao gồm ông Trương Quốc Cường và 13 bị cáo khác trong vụ án buôn thuốc giả liên quan đến công ty Việt Nam Pharma. Đây là hình ảnh ông cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang bị đề nghị được gọi ra tòa. Thực tế, em chồng và Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến là ông Hoàng Quốc Dũng, từng là Phó Tổng Giám đốc phụ trách về xây dựng đầu tư của công ty Việt Nam Pharma. Tuy nhiên, khi bị truy tố, ông Dũng không dính gì đến vụ án, cũng là điều hết sức lạ. Ông Nguyễn Minh Hùng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Việt Nam Pharma, người bị tuyên án 12 năm tù về tội buôn lậu và làm giả con dấu để nhập lậu hàng ngàn lô thuốc chữa bệnh ung thư giả, đã che chở cho ông Hoàng Quốc Dũng rằng ông hình như không có ký quyết định bổ nhiệm ông Dũng, em chồng bà Tiến. Thế là ông Dũng đã thoát nạn, chuyện thật mà cứ như đùa. Cũng không hiểu sao cơ quan cảnh sát điều tra lại cho qua điểm đáng rất nghi ngờ này. Được biết trước đó vào ngày 28 tháng 8 năm 2017, một tờ báo khi đó có bài phỏng vấn bà Nguyễn Thị Kim Tiến để làm rõ các vấn đề với dư luận quan tâm sau khi bà Tiến trước đó về việc em chồng và con trai bà làm việc cho Việt Nam Pharma. Bà trả lời đó là thông tin bịa đặt và vu khống. Bà nói nguyên văn như sau: trong gia đình tôi không ai tham gia công ty này cả. Đây là công ty nhỏ. Tôi còn không biết nó như thế nào đến khi vụ việc nhập thuốc có nhiều nghi vấn được Cục Quản lý Dược báo cáo và Bộ đã chủ động đề nghị với cơ quan có thẩm quyền ở Bộ Công an để làm rõ. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Kim Tiến liệu có thoát hay không. Bà Tiến cũng cho rằng đó là thông tin bịa đặt vu khống, nhưng không hiểu sao Ban Bí thư lại kỷ luật cảnh cáo bà sau đó. Mỗi người đều có quyền phủ nhận, tuy nhiên thực tế thì chỉ có một. Việc bà Tiến bị kỷ luật đã nói lên tất cả. Số phận bà Tiến không an toàn.
Sau hội nghị Trung ương lần thứ 5, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn vững trên ngôi thì số phận bà Tiến không có gì là đảm bảo cả. Thời gian tới sẽ trả lời. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sốc đồ đệ của Nguyễn Bá Thành, một phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã bị gái quật ngã ngựa. Lê Minh Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, từng là thư ký cho ông Nguyễn Bá Thành. Được ông Nguyễn Bá Thành đưa vào Thành ủy khóa 20 và 21, giữ chức Bí thư Quận ủy Thanh Khê. Lê Minh Trung cùng tuổi với Nguyễn Xuân Anh, từng chiến đấu với Nguyễn Xuân Anh nhưng thua cuộc. Sau khi Nguyễn Xuân Anh ngã ngựa và ông này sau đó trèo lên chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Như vậy xem như sự nghiệp chính trị của đàn em Nguyễn Bá Thành một thời cũng bị đứt mạch tại đây. Đây là hình ảnh Lê Minh Trung, đồ đệ của Nguyễn Bá Thành một thời. Theo báo chí của Nhà nước Việt Nam thì ngày 11 tháng 5 năm 2022, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị xem xét đề nghị thi hành kỷ luật ông Lê Minh Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố. Theo đó, sau khi xem xét đề nghị của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã phát hiện trong sinh hoạt cá nhân, ông Lê Minh Trung đã vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, vi phạm trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Báo chí nói rằng vi phạm của ông Trung rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ đảng viên và nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan công tác, đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Như vậy, câu hỏi đặt ra là ông Lê Minh Trung đã phạm vào điều gì? Đó là chuyện gái vú, là đề tài muôn thuở với các quan chức nhà nước Việt Nam. Dù đã có vợ con để huề, nhưng thói trăng hoa đeo bồng đã hại ông phó chủ tịch này. Công lao ông Nguyễn Bá Thành giúp đỡ, nhắn nhủ cấp trên gửi gắm sự nghiệp, giờ thì Lê Minh Trung đổ sông đổ biển. Theo thông tin mà chúng tôi có được, Trung có tài ăn nói, miệng lưỡi rất dẻo, đóng tròn vai đã ly thân với vợ. Trung cặp bồ với cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền, sinh năm 1986, Hiền ở quê Quảng Bình, học Đại học Sư phạm Hà Nội, hiện đang dạy tại ngôi trường danh tiếng Trung học Phan Châu Trinh, Đà Nẵng. Đây là hình ảnh quyết định kỷ luật. Được biết vào đầu tháng 5 năm 2022, một Facebook tên là Hạ Trắng, tên thật Thu Hiền nhưng báo chí nhà nước lại giấu tên nên chỉ viết là TH. Cô Hiền đang công tác tại trường Trung học Phổ thông Phan Châu Trinh, Đà Nẵng, đã đăng tải hình ảnh ông Trung tựa người vào cô. Trong một số bình luận, cô Thu Hiền cho biết giữa ông Trung và cô có mối quan hệ và có đứa con trai. Nguyên nhân tại sao cô người tình cố tình tố ông Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố như vậy? Nguyên nhân là làm người ta có con rồi lại quất ngựa truy phong, phủi bỏ trách nhiệm. Làm quan lớn, dám làm nhưng không dám chịu thì phải trả giá cho thích đáng. Về mặt đạo đức, một người đàn ông mà hại đời con gái rồi trốn bỏ trách nhiệm là con người vô đạo đức, không thể chấp nhận được. Đây là lời cảnh báo cho những quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam nào có thói trăng hoa rồi vô trách nhiệm. Đảng là nơi có rất nhiều quan chức lập phòng nhì, phòng ba khắp nơi. Nhưng rồi họ đã giấu giếm từ xưa đến nay. Tuy nhiên, đảng này thì lúc nào cũng hô hào, trong sạch, vững mạnh, nên họ rất táo tạo ra bề ngoài sạch sẽ. Vì vậy, khi những điều vô đạo đức của quan chức bị phơi bày lên mặt báo một cách công khai như thế, thì cũng sẽ bị xử lý. Như vậy là đáng đời ông quan chức có máu sở khanh và xã hội không bao giờ bao che những con người vô đạo như vậy. Sau khi bị vụ scandal bùng nổ vào ngày 11 tháng 5, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị để xem xét thi hành kỷ luật ông Đàm Quang Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy khu công nghệ cao và các khu công nghiệp của Đà Nẵng. Đây là hình ảnh Lê Minh Trung và cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy nhận thấy ông Đào Quang Hưng trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu vào tháng 3 năm 2018 đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, vi phạm về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các cấp, vi phạm pháp luật về phòng
chống tham nhũng. Thời đại Internet, thông tin nhanh như tiền bắn và chuyện cô giáo Hiền bị Trung lừa tình lan khắp thành phố. Từ trường học đến cơ quan chính quyền các cấp, các cán bộ đều bàn tán, xôn xao. Và việc xử lý thích đáng con người này là cần thiết.